chế hay nấu ăn là một trong những kỹ năng sống. Cũng giống như học bơi, học lái xe, bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên cũng tự biết nấu nướng cho mình. Điều đặc biệt là với lứa tuổi mầm non, nấu ăn hay pha chế còn là cơ hội để con học toán một cách tự nhiên. Làm một chiếc bánh thì cần có mấy quả trứng, mấy thìa bột và mấy cốc nước nhỉ? Tiến trình phát triển ngôn ngữ của con, tập nói chính là kết quả của quá trình tập lắng nghe và khuyến khích trẻ nói từ người lớn. Và vì thế, giờ học nấu ăn hay pha chế còn giúp con trau dồi kỹ năng nghe, hiểu, ghi nhớ thông tin như từng bước để có một cốc sữa chua hay hoa quả dầm ngon từ cô giáo.